Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, xin tất cả kính chào toàn thể quý mời chị em. Sáng nay thì chúng ta sẽ học về một cái chủ đề, đó là không có ai hoàn hảo, nhưng chúng ta có một đấng hoàn hảo. Chủ đề này hơi dài, nhưng mà nó nói lên ý nghĩa về việc đó là chúng ta tất cả đều là những tội nhân hư mất, nhưng mà nhờ có ân điển của Chúa mà chúng ta được Chúa cứu và chúng ta được trở thành những thánh nhân của Chúa ngày hôm nay. Và có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng nghe câu rằng là không có ai hoàn hảo vào trong một thời điểm nào đó trong đời. Và có lẽ chúng ta cũng đã từng nói cái lời này cho những người xung quanh chúng ta để khích lệ họ, để họ cảm thấy hơn, để họ cảm thấy tốt hơn về cái lỗi lầm của họ. Hoặc là chúng ta tự an ủi chính mình khi mà chúng ta nhìn thấy được đời sống của mình có một cái thói quen nào đó không lành mạnh. Nhưng mà dù là chúng ta biết điều đó là thật, tức là biết rằng là không ai hoàn hảo hết, nhưng mà chúng ta vẫn rất khó để có thể bày tỏ ân điển và thấu hiểu với bản thân cá nhân của chúng ta. Nhất là khi chúng ta đối diện với sự kêu gọi và sự chọn lựa của Chúa cho đời sống của mình, chúng ta thấy mình thật sự là người không hoàn hảo. Chúng ta vẫn có những cái thói xấu, vẫn có những cái khiếm khuyết của mình, chúng ta vẫn có những cái điểm yếu của chúng ta. Và khi mà chúng ta thất bại thì chúng ta nghĩ rằng là có thể tôi không còn giá trị gì nữa, tôi không còn có thể ảnh hưởng được trên ai, tôi không còn có thể tạo ra được sự khác biệt nào trên thế giới này nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, điều này hoàn toàn không phải là sự thật. Vì sao ạ? Đức Chúa Trời Ngài không chỉ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và làm chúng ta được đúng đắn ở trước mặt Ngài qua sự chết của Chúa Jesus Christ, nhưng mà Ngài còn có kế hoạch để sử dụng chúng ta bất chấp tất cả những điều tồi tệ xấu xa mà chúng ta đã từng làm ra trên đất này. Dù là chúng ta đã từng vấp ngã một chút và chúng ta chưa phải gánh chịu hậu quả nặng nề hoặc đưa ra những lựa chọn để lại vô số hậu quả tai hại phía sau, thì chúng ta vẫn là một ứng cử viên hàng đầu để trở thành công cụ trong tay Đức Chúa Trời tốt lành của chúng ta. Chúa Ngài có khả năng để tự mình xử lý một việc thế giới, nhưng mà bởi vì lòng nhân từ và tể trị của Chúa mà Ngài mời chúng ta tham gia dự phần vào trong cái dàn nhạc vĩ đại của Ngài. Và bất kể là chúng ta có khả năng hay không, bất kể hiện tại hay quá khứ, bất kể những thành tựu hay là thất bại của chúng ta, thì Ngài chỉ muốn chúng ta ở bên cạnh Ngài và được Ngài sử dụng để hoàn thành kế hoạch của Ngài ở trên đất này. Ở trong cái thánh thì có rất là nhiều con người được Chúa Ngài sử dụng, nhưng mà họ đều là những con người bất toàn, họ đều là những con người có những cái lỗi lầm, có những cái thất bại của riêng họ. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ học về người đầu tiên, đó là tổ phụ đức tin của chúng ta. Chúng ta có lẽ cũng biết tên của người này, đó là Abraham. Ông là một người được Kinh Thánh nhắc đến như là cha của nhiều dân tộc, là tổ phụ đức tin của những người tin nơi Đức Chúa Trời. Và trước khi chúng ta nói về cuộc đời của Abraham thì chúng ta nhìn xem một số câu thánh nói về sự bất toàn của con người chúng ta. Ở trong Roma đoạn 3:23 nói rằng là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy thì con người của chúng ta đã là người phạm pháp thật thì chúng ta sẽ thấy được trong con người của chúng ta nó có những cái khiếm khuyết. Đúng không quý mà chị em? Cho dù chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta có Chúa Ngài làm chủ, làm Chúa trong đời sống của chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta vẫn nhận thấy rằng là nếu không có sự gì của Chúa, nếu không được Chúa đầy dẫy bên trong chúng ta, thì cái gì đầy dẫy bên trong chúng ta trở lại à? Xác thịt, đúng không ạ? Những cái điều ham muốn tội lỗi nó sẽ bắt đầu, nó sẽ bày tỏ ra. Cho nên chúng ta rất là cần có sự gì của Chúa ở trên đời sống của chúng ta, ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì ngoài Chúa ra chúng ta chẳng có một cái điều tốt lành gì cả, bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Vậy thì chúng ta phải làm sao ạ? Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đây là câu thánh ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4:32. Vậy thì nếu tôi và chúng ta đều là những người tội nhân đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Chúa, thì bây giờ trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Chúa đã từng tha thứ chúng ta. Như vậy thì bây giờ Chúa Ngài nhìn chúng ta ở trong Đấng Christ một cách nhân từ, một cách đầy dẫy lòng thương xót. Tức là chúng ta không xứng đáng, nhưng mà bởi vì Chúa Ngài nhân từ và thương xót với chúng ta, cho nên chúng ta mới
được ở đây thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa. Quý vị hiểu điều này không ạ? Đã lẽ tôi và chúng ta bây giờ đáng phải chết mất, chúng ta đáng phải bị treo trên thập giá giống như Chúa Giêsu như vậy đó, chúng ta phải bị đau đớn như vậy đó mới đáng cái tội lỗi của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa ngài nhân từ và thương xót chúng ta, ngài tha thứ chúng ta một cách dữ dật ở trong Đấng Christ. Bất kể tội lỗi trong quá khứ, ở trong hiện tại hoặc là ngay cả trong tương lai, thì Đức Chúa Trời ngài vẫn có thể tha thứ chúng ta một cách dữ dật. Và trong Giăng nhất đoạn 1:9 nói rằng là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa Giêsu, bởi vì ngài chính là đấng tha thứ tội lỗi cho tôi và chúng ta. Và cho dù chúng ta có phạm tội gì thì khi chúng ta đến xin tội của chúng ta trước mặt Chúa thì ngài nói rằng là ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm chúng ta được sạch bao nhiêu điều gian ác à quý vị? Mọi điều gian ác, tức là từ trong quá khứ cho đến tương lai luôn. Trong cuộc đời của chúng ta, bất kể tội lỗi gì, nếu chúng ta đến xưng tội của chúng ta trước mặt Chúa thì huyết của Chúa Giêsu Christ sẽ tẩy sạch cuộc đời của chúng ta như là một tờ giấy trắng. Ở trong Ê-sai đoạn 1:18 nói rằng là dầu tội các ngươi đỏ như hồng điêu cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chim. Đó là lời hứa mà Chúa hứa với chúng ta khi mà ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta như vậy. Như vậy thì chúng ta nói về Abraham. Abraham được Kinh Thánh biết đến, được Kinh Thánh nhắc đến như là một vị tổ phụ vĩ đại nhất trong niềm tin của người Do Thái. Tuy nhiên, ông có một cái xuất thân, đó là ông đến từ một thành phố nông dân tên là Ur, và ông thật ra là một người ngoại bang, và ông không phải là người Do Thái trước khi trở thành một người Do Thái đầu tiên. Và ông đã được Đức Chúa Trời ngài chọn lựa để làm cha của một quốc gia vĩ đại. Mặc dù Abraham được Đức Chúa Trời vĩ đại kêu gọi để thực hiện một mục đích của vương quốc của ngài, nhưng mà ông chỉ là một người tầm thường mà thôi. Ông là một người chăn cừu đơn sơ, có cha mẹ là người không tin theo Đức Chúa Trời. Và ngay cả trong sự kêu gọi đó thì ông vẫn đưa ra sự chọn lựa sai lầm. Khi mà nói về sai lầm của Abraham thì quý vị nghĩ đến điều gì ạ? Sai lầm đau đớn nhất trong đời của Abraham đó là vì không có con cho nên ông đã ăn nằm với Agar theo lời đề nghị của Sarah là vợ của mình. Và bởi vì cái hành động như vậy cho nên là có một đứa con trai không theo lời hứa của Đức Chúa Trời được sinh ra, đó là Ismael. Và Ismael là tổ phụ của người Hồi giáo ngày hôm nay. Từ Ismael mà sinh ra 12 vị công hầu, mà 12 vị công hầu đó là những cái người mà đứng đầu các quốc gia Hồi giáo ngày hôm nay ở trên thế giới. Và chính người Hồi giáo ngày hôm nay bắt bớ lại Israel là dòng dõi chính thức của Abraham và Chúa hứa. Vậy thì chính vì cái lỗi lầm này mà dân của Chúa ngày hôm nay vẫn bị bắt bớ. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào trong Kinh Thánh, Chúa thấy rằng là ủa tại sao mà Đức Chúa Trời lại chọn một người có cái sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Đáng lẽ ra ông là tổ phụ của Do Thái, ông không nên làm cái điều đó. Tôi hỏi quý vị rằng là Chúa ngày có biết trước cái điều này mà Abraham sẽ làm trong đời sống của mình không? Thế tại sao mà Chúa biết như vậy Chúa vẫn chọn Abraham ạ? Đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Tại sao Chúa lại chọn Abraham mà Chúa không chọn cái người khác hoàn hảo hơn Abraham? Nếu mà chúng ta nói rằng là Chúa phải chọn cái người tốt hơn Abraham đó, thì tôi hỏi quý vị rằng là có ai là hoàn hảo trên cõi đời này không? Dù là trong quá khứ, trong hiện tại và ngay cả trong tương lai thì cũng không có ai trong chúng ta là hoàn hảo tuyệt đối cả. Trừ ra một đấng duy nhất thôi, đó là Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian này. Ngài là đấng duy nhất trên đất này chưa hề phạm tội. Trong miệng ngài không hề có chút chi dối trá cả. Như vậy thì nếu mà Đức Chúa Trời ngài không có một cái người nào gọi là công bình ở trên đất này để mà chọn lựa cho xứng đáng vị trí đó, thì cái việc mà Chúa ngài chọn lựa Abraham để trở thành cha của nhiều dân tộc như vậy thì đó là chuyện rất là bình thường, đúng không ạ? Trong đời sống Abraham vẫn có những cái yếu đuối, những cái khiếm khuyết. Abraham không phải là một người có cái tài năng đặc biệt nào đó, hoặc ông không phải là một người khôn ngoan. Abraham không viết bất kỳ một sách nào trong Kinh Thánh, ông không nói một lời tiên tri nào cho mọi người cả, và ông cũng không đưa ra một cái luật pháp nào trên bảng đá giống như Môi-se. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà chúng ta biết về Abraham đó là ông đã nghe Đức Chúa Trời ngài kêu gọi ông ra đi. Và mặc dù là ông không biết mình sẽ đi đâu, nhưng mà ông đã vâng lời Đức Chúa Trời và từ bỏ vùng đất quen thuộc mà mình đã từng sống trước đây. Đây chính là cái điểm nhấn mạnh ở trong đời sống của Abraham. Và qua cái cuộc đời của Abraham như vậy,
thì chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời Ngài có thể sử dụng được tất cả mọi người. Cho dù chúng ta có học thức hay là không có học thức, dù là chúng ta có bằng cấp hay là được giáo dục một cách phù hợp, thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn có thể sử dụng một người rất là bình thường để trở thành một người hữu dụng cho vương quốc của Ngài. Có thể chúng ta cảm thấy rằng là mình không có nhiều khả năng để cống hiến vì chúng ta không xuất thân từ một gia đình danh giá, hoặc là chúng ta cảm thấy mình không đủ thông minh để được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài vẫn có thể sử dụng chúng ta khi chúng ta có tấm lòng tin cậy và vâng phục Chúa. Tin cậy, vâng lời, đó là hai yếu tố đã tạo nên một Abraham vĩ đại và xuất chúng. Ngày hôm nay quý vị tin cậy Chúa và vâng lời Chúa như thế nào? Có sốt sắng, có hết lòng, có 100% đầu phục Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ tin cậy 50-50 thôi? Hơi xui may rủi cuộc đời của tôi thì thôi, bây giờ Chúa cho sao cứ hưởng như vậy, rồi sau này tan nát hay là thành công gì đó là thôi, cứ phó mặc cho Chúa. Quý vị ơi, khi chúng ta phó mặc cho Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ đi tới thành công. Amen không ạ? Không có một người nào mà tin cậy Chúa 100% mà đến cuối cùng họ lại mất tất cả cả. Chỉ có khi là chúng ta đi tới giữa đoạn đường, chúng ta thay lòng đổi dạ với Chúa thì chúng ta mới thất bại mà thôi. Chứ nếu một người đã đi đến cuối đường với Chúa thì người đó sẽ luôn luôn thành công và trở nên vĩ đại. Như câu chuyện của Abraham ở đây, lúc ban đầu ông chỉ là một người ngoại, ông không phải là người Do Thái, ông không có trình độ, không có học thức. Thời của Abraham cũng chưa có kinh thánh luôn. Abraham cũng chỉ biết thờ phượng Chúa cái đơn sơ, nhưng mà ông không có. Ông chỉ biết thờ phượng Chúa cái đơn sơ nhưng mà ông không có kinh thánh để đọc. Ngày hôm nay chúng ta có kinh thánh để đọc. Chúng ta có đầy đủ các thiết bị để chúng ta nghe lời của Chúa. Chúng ta có thể nghe được mục sư bên Mỹ nào đó giảng, rồi chúng ta nghe mục sư này, mục sư kia ở Việt Nam giảng, rồi chúng ta được gây dựng, khích lệ rất là nhiều. Ngày hôm nay qua Facebook chúng ta có thể nghe bất cứ bài giảng nào của bất cứ mục sư nào ở trên thế giới. Nhưng mà trong thời của Abraham thì chưa có smartphone, chưa có bài giảng nhiều như ngày hôm nay, chưa có kinh thánh, chưa có sách màu linh để đọc. Nhưng mà cái điều mà Abraham đã làm được, mà ngày hôm nay chúng ta phải học hỏi, đó là ông đã dám đi theo lời Chúa gọi. Và Abraham khi được Chúa kêu gọi thì ông đã 75 tuổi rồi quý vị. Cái thời của Abraham thì cái tuổi thọ cũng đã bị rút ngắn xuống còn 120 tuổi thôi. Như vậy thì đối với một ông già, một cái người lớn tuổi 75 tuổi như vậy, để bỏ xứ sở của mình đã sống 75 năm qua, đi đến một cái nơi mà Chúa Ngài kêu gọi mình, mà mình cũng chưa hình dung được, chưa thấy được cái mảnh đất đó như thế nào hết. Quý vị nghĩ rằng là cái quyết định này là dễ hay là khó cho Abraham à? Khó đúng không ạ? Và tôi có thể hình dung được Abraham là một người rất là tin kính Chúa. Có thể ông vừa amen với Chúa, nhưng mà có thể nước mắt của ông chảy dài trong sự đầu phục Chúa. Đau đớn lắm đúng không ạ? Từ bỏ những cái kỷ niệm thân yêu ở tại cái vùng đất, ở tại cái nơi mà mình đã ở 75 năm qua, có rất là nhiều kỷ niệm đối với Abraham, nhưng mà ông bỏ hết. Và điều khá thú vị tiếp theo nữa, đó là vợ của ông chính là Sarah cũng đã đầu phục Chúa trên đời sống của Abraham để mà cùng đi với chồng của mình đến một cái nơi không hề biết. Tôi hỏi quý vị là những người vợ, nếu mà giả sử chồng của chúng ta kêu chúng ta bán nhà, bán hết tài sản ruộng vườn để đi đến một cái nơi mà mình cũng không biết nó là ở Mỹ hay là ở Tàu hay là ở châu Âu hay là ở đâu hết á, bán hết tài sản của cải bây giờ lên xe đi mà không biết đi đâu luôn, quý vị có dám đi không? Hỏi những người nữ. Dạ, đi châu Âu rồi đi liền đúng không ạ? Đi Mỹ rồi càng khoái nữa. Nhưng mà kêu bây giờ là Chú kêu là bây giờ qua Campuchia hoặc là qua bên cái châu Phi chẳng hạn để hầu vị Chúa, càng khó nữa đúng không ạ? Nhưng mà ở đây, trong cái thời của Abraham đó quý vị, Abraham và Sarah không biết được cái mảnh đất đó là ở Mỹ hay là châu Âu hay là châu Phi, không biết là ở Việt Nam nữa. Nhưng mà hai vợ chồng họ đã bằng lòng để mà đi theo Chúa. Quý vị ơi, đây chính là cái điểm nhấn trong cuộc đời của Abraham. Đây chính là yếu tố mà Chúa Ngài chọn lựa Abraham để trở thành cha của nhiều dân tộc. Và bây giờ trong cái Chúa Jesus Christ, tôi và chúng ta được trở thành những con cái, những hậu tự dòng dõi của Abraham. Chúng ta cũng cùng được hưởng chung một lời hứa quý báu của Abraham. Quý vị cảm thấy vui không? Vui. Yeah. Ở trong Galatia đoạn thứ 3 câu
Tôi muốn đọc cái câu thánh này ở trong Galati đoạn thứ 3 câu thứ 6 cho đến câu 7. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Và câu 8 nói rằng là Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình và đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Câu 9: ấy vậy ai tin thì nấy được phước của Abraham, là người có lòng tin. Như vậy Kinh Thánh nói trước với chúng ta rằng là khi chúng ta tin nơi Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được trở thành con cháu thật của Abraham bởi đức tin. Và chúng ta đều có một cái đặc quyền, đó là chúng ta cùng hưởng chung một lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham. Abraham có một lời hứa đặc biệt, đúng không ạ? Ở trong Sáng Ký đoạn 12 câu thứ 1 cho đến câu 3, Chúa hứa như thế này: ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả cái nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúa hứa với Abraham rằng là ta sẽ làm cho ngươi là một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi. Nhắc đến Abraham thôi là người ta sẽ biết ngay đây là một ngôi sao nổi tiếng luôn, không phải chỉ ở tại vùng đất Canaan đó, nhưng mà là nổi tiếng khắp thế giới. Và quả thật thưa quý bà chị em, ngày hôm nay khi mà nhắc đến Abraham thì có ít nhất là ba tôn giáo lớn thế giới này đều xưng Abraham là tổ phụ của họ. Thứ nhất đó là Thiên Chúa giáo, thứ hai đó là Hồi giáo, và thứ ba đó là Do Thái giáo. Ba tôn giáo lớn này đều nói rằng Abraham chính là tổ phụ của họ. Và tổng số dân của ba tôn giáo chính này ở thế giới hiện tại là hơn tới 2 tỷ người, gần 3 tỷ người. Và danh của Abraham ở tại vùng đất Trung Đông rất là nổi tiếng quý vị, ở Israel cũng như là ở khắp mọi nơi thế giới, bất cứ cái nào tin lành của Chúa giảng ra cũng đều nhắc đến Abraham. Và Chúa Giêsu là đấng Mêsia, là đấng cứu độ thế gian, cũng là con cháu của Abraham. Vậy thì quý vị ơi, đây là một cái phước hạnh đặc biệt vô cùng mà Chúa ngài ban cho Abraham. Và phước hạnh của Chúa luôn luôn đi kèm theo một cái điều kiện, điều kiện mà Đức Chúa Trời yêu cầu với Abraham, đó là Sáng Ký đoạn 12 câu 1: Đức Giê-hô-va có phán của Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Wow, bất cứ phước hạnh nào cũng đều có một cái điều kiện hết. Điều kiện ở đây đó là Abraham cần phải đi đến cái nơi mà Chúa sẽ chỉ. Chúa không nói trước là chỗ nào, nhưng mà cứ đi. Và cảm ơn Chúa trong việc quyết định này, nó cũng là một cái sự thử thách cho đức tin của Abraham. Bởi vì ông không biết được là cái xứ đó xa hay gần, để có thể chuẩn bị đồ ăn, để có thể chuẩn bị tiền bạc nữa, đúng không ạ? Đi đến cái xứ đó mà không biết là mình phải mang thêm bao nhiêu tiền để dằn túi trong lúc mà đi được. Rồi sau này có con cái, rồi con cái phải đi học ở đâu. Rồi tất cả mọi thứ đều là dấu chấm hỏi và ở trong vòng bí mật đối với Abraham. Nhưng mà Abraham vẫn đã tin cậy Chúa, bán hết nhà cửa đất ruộng, đi cùng với vợ của mình và cũng như là đi với Lót nữa, là cháu của mình. Như vậy thì điều đầu tiên chúng ta học được trong cuộc đời của Abraham đó là Đức Chúa Trời ngài có thể sử dụng được tất cả mọi người chúng ta. Dù là chúng ta có học thức hay không có học thức, chúng ta là người Việt hay là chúng ta là người Mỹ, chúng ta là người da trắng hay da đen, chúng ta là người có trình độ văn hóa cao hay là chúng ta không có trình độ văn hóa cao, thì Đức Chúa Trời ngài vẫn có thể sử dụng chúng ta theo ý muốn của Chúa khi chúng ta có đức tin và tin cậy Chúa. Bài học thứ hai mà chúng ta học được từ Abraham đó chính là Đức Chúa Trời luôn có thời điểm cho mỗi đời sống của chúng ta, và không bao giờ là quá muộn để Chúa ngài có thể sử dụng tôi và chúng ta. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham rời khỏi quê hương đến một nơi xa lạ, thì lúc đó ông đã được 75 tuổi. Có thể trong cái độ tuổi đó Abraham ông nghĩ rằng là mình đã hết đời rồi, còn gì để mà hy vọng, còn gì để mà vui thú nữa. Tôi bây giờ đã lớn tuổi rồi, có lẽ là cái chuyện mà danh vọng, địa vị hoặc là cái gì đó của thế gian này tôi không màng đến nữa. Bây giờ tôi chỉ sống cho nó hết đời thôi, đúng không quý bà chị em? Đây là cái suy nghĩ bình thường của một người đã lớn tuổi đó. Bây giờ thôi, mình không còn như thanh niên thiếu nữ nữa, bây giờ mình chỉ sống làm gương con cháu thôi,
sống an nhàn với lại ruộng vườn đất ruộng của mình mà thôi. Chứ còn bây giờ cái chuyện mà nhân tình thế thái giữa ngoài kia thì thôi để người khác lo. Nhưng mà ở đây khi mà Chúa kêu gọi Abraham thì lập tức trong lòng Abraham có một cái gì đó nó đầy dẫy cái sự vui mừng, đầy dẫy một cái năng lực để ông có thể trỗi dậy và ông bước đi với Chúa. Và chúng ta thấy được là Abraham là một người có đầy dẫy năng lượng tích cực. Tức là ông không phải là một cái người ngồi đó để mà chờ cái ngày chết mà thôi. Nhưng mà ông luôn luôn có một cái sự tích cực ở trong tư duy của ông, là cho dù mình đã lớn tuổi nhưng mà mình cũng ráng mình thử đi theo Chúa. Tại vì bây giờ mình ngồi đây mình cũng chết, mà mình đi theo Chúa sau này mình cũng chết. Thôi bây giờ cứ đi theo Chúa đi, lỡ đâu biết được mình được phước và mình sẽ được thay đổi cuộc đời mình sao, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình 75 tuổi rồi, ở đây cũng 25 năm nữa cũng 100 tuổi cũng chết. Amen. Đúng không quý bà chị em? Đã hết đời rồi nhưng mà bây giờ ai biết được đi theo Chúa đổi đời sao? Rồi con cháu mình sẽ được phước sao? Yeah, ông là một người biết nắm bắt lấy cơ hội, thưa quý bà chị em. Ông đã không làm cha cho đến năm 86 tuổi và không cắt bì cho đến khi ông 99 tuổi. Nhiều người nghĩ rằng là khi già đi họ trở nên ít quan trọng hơn đối với thế giới, và cũng vậy đối với việc hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời. Thưa quý bà chị em, có một cái điều mà chúng ta lắng nghe đây nó rất là thú vị, đó là miễn là chúng ta còn sống ở trên đất này thì chúng ta có một mục đích của Đức Chúa Trời để chúng ta hoàn thành. Chúng ta không phải là những tạo vật được Chúa dựng nên để rồi chúng ta bị bỏ xó, chúng ta không được sử dụng nữa. Nhưng mà Chúa Ngài có một mục đích, có một cái chương trình ở trên đời sống của chúng ta để chúng ta được Chúa sử dụng trong thời điểm của Ngài. Và khi chúng ta nhận biết rằng là chúng ta có được một cái giá trị, có một mục đích để chúng ta hoàn thành, thì chúng ta sẽ luôn luôn canh cánh trong lòng của chúng ta rằng là tôi sẽ chờ đợi đến cái thời điểm mà Chúa có thể sử dụng tôi, đến cái thời điểm mà Chúa kêu gọi tôi sẵn sàng, tôi bước ra để đi cùng với Chúa và để phục vụ Chúa. Cho dù tôi còn trẻ hay là tôi đã già thì tôi vẫn sẽ cứ hết lòng tin cậy Chúa và chờ đợi thời điểm của Ngài cho đời sống của tôi. Có thể khi còn trẻ, Abraham luôn luôn mong đợi rằng là mình sẽ trở thành một người giỏi giang, một cái người xuất chúng, hoặc là một cái người có ích lợi cho xã hội. Nhưng mà ông chờ đợi hoài cho đến khi mà ông 75 tuổi, ông thấy cuộc đời của mình đã hết rồi, đã già rồi, có lẽ ông mất cái hy vọng đó. Nhưng mà đến khi Chúa xuất hiện thì cái hy vọng đó bắt đầu nó trở lại với lòng của ông. Bắt đầu ông nhớ lại những cái nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh xuân của ông, và bắt đầu ông muốn cái điều đó được hình thành ở trên đời sống của mình. Và ông đã quyết định đi theo Chúa Giêsu, đi theo Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, nếu chúng ta là con cháu thật của Abraham, chúng ta cũng hãy có một nhiệt huyết, cũng có một cái nhiệt tình, nhiệt thành giống Abraham, để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong độ tuổi mà có thể chúng ta nghĩ rằng là mình đã lớn tuổi rồi. Quý vị ơi, đừng suy nghĩ rằng là mình đã già rồi, bây giờ thôi già hết thời rồi, về quê chăn vịt hoặc là về quê làm vườn. Dạ. Quý vị ơi, hãy suy nghĩ rằng là Chúa không bao giờ là quá trễ trên đời sống của tôi. Và nếu mà Chúa đến với tôi trong độ tuổi lớn tuổi thì tôi biết rằng là Chúa Ngài có chương trình để chúc phước cho tôi và cũng như những người xung quanh tôi. Quý vị biết rằng là đời sống của Abraham khi được đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa đó, thì có một phép lạ đã xảy ra cho gia đình của ông. Đó là người vợ đi theo ông á, được Chúa ban phước đến nỗi mà bà có một cái diện mạo rất là trẻ trung. Chúng ta đọc chúng ta để ý là vợ của Abraham là bà Sarah đó, rất là đẹp. Mà tôi thấy rằng là đây không phải là một cái điều bình thường, nhưng mà đây là một cái điều phi thường. Bởi vì khi mà Abraham đi theo Chúa thì Chúa Ngài ban phước cho sức khỏe và cũng như là cái thể trạng của hai vợ chồng được trẻ lại. Abraham thì trẻ lại như là một thanh niên, và Sarah cũng trẻ lại như là một người nữ thanh niên, một người thiếu nữ. Dạ. Tôi thấy được là khi mà chúng ta đi theo cái sự kêu gọi của Chúa thì Chúa Ngài bắt đầu ban phước cho tinh thần, thể xác bắt đầu được tươi mới, được hưng phấn trở lại. Quý vị thấy không ạ? Mọi người đi theo Chúa luôn luôn có một cái sự hy vọng, luôn luôn có một cái động lực để mà sống, và chính cái động lực đó khiến cho người ta bắt đầu được trẻ lại. Và đây cũng là điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được mỗi khi chúng ta nhóm nhau lại.
Có thể trước khi chúng ta đến nhóm, chúng ta cảm thấy người mình mệt mỏi, uể oải, cảm thấy da mặt của mình sao mà nó xám, nó đen xịt. Nhưng mà sau khi thờ phượng Chúa xong, mình ra về, cái sắc diện của mình nó khác, nó trắng trẻo hơn, tươi mới hơn, mình cảm thấy yêu đời hơn, đúng không ạ? Mình cảm thấy có một cái năng lượng để mình được tiếp tục cuộc sống. Đó chính là cái phước mà Chúa Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta ở trong ý muốn của Chúa, ở trong sự diện của Chúa. Cũng vậy, Abraham khi mà ông đứng ở giữa cái chương trình của Chúa dành cho đời của ông, thì bắt đầu ông được gọi là hồi xuân, đúng quý vị, đúng không ạ? Ông bắt đầu ông được thay đổi lại, không còn là một ông già 75 tuổi nữa, bây giờ ông là một thanh niên 25 tuổi, đúng không? Tại vì chúng ta đọc câu chuyện Abraham, tôi thấy rằng là ông vẫn còn sức để mà ông đi cùng với 300 gia nhân trong nhà của mình để đánh năm vua, cứu Lot là cháu của mình trở lại. Mình thấy là một ông già 75 tuổi, bây giờ xin lỗi chứ vác cái loa cái kéo này vác còn không nổi nữa, mà sao mà bây giờ còn đi đánh giặc nữa. Đó là người bình thường, nhưng mà đối với Abraham là người được Chúa Ngài chọn và được Chúa ban phước, thì ông giống như là một thanh niên trai tráng vậy, ông còn có thể đi đánh giặc được. Và đây là một cái lẽ thật mà tôi cảm thấy rất là thú vị khi mà tôi học lời của Chúa, nhắc nhở cho chính tôi và cũng như cho chúng ta rằng khi theo Chúa chúng ta không bao giờ là già cả. Một người thật sự đi theo Chúa, người đó sẽ luôn luôn có tinh thần tươi mới và trẻ trung. Trước đây tôi chưa có khám phá được điều này, tôi cứ suy nghĩ rằng là mình chắc bước qua 40 là mình già rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng thật sự theo Chúa không bao giờ là già cả. Càng đi với Chúa sức lực càng lên lên thêm. Có thể rằng là tóc nó bạc, có thể là da nó nhăn, có thể là da nó sạm đen bởi vì cớ nắng nôi sương gió. Nhưng mà càng đi với Chúa thì sức lực càng lên lên thêm. Và tinh thần luôn luôn trẻ, luôn luôn vui mừng bởi vì có Chúa ở trong chúng ta. Vì Giêsu sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin. Amen. Và chính điều đó khiến cho chúng ta được trở thành một Abraham thu nhỏ trong ngày hôm nay, để qua đời sống của chúng ta mà nhiều người khác được biết về Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho dù là chúng ta chỉ kết quả một ít thôi, nhưng mà cái kết quả đó khiến cho những người xung quanh của chúng ta sau này sẽ được ảnh hưởng và được kinh nghiệm. Cuộc đời của Abraham, phước nhất của ông đó là ông được gì quý vị? Được có Isaac, đúng không ạ? Isaac là đứa con mà Abraham yêu quý nhất. Bởi vì Abraham thời đó chưa có hưởng được cái xứ Canaan làm cơ nghiệp. Ông chỉ được Chúa Ngài hứa thôi là cái đất mà ngươi ở đó đang đặt chân đến đó, thì sau này con cháu ngươi sẽ được làm cơ nghiệp. Nhưng mà thời Abraham thì chưa có được làm cơ nghiệp. Cho nên Abraham được phước nhất ở trong cuộc đời sống ông đó là có Isaac. Vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Chúa không ban cho Abraham nhiều Isaac, đúng không? Có đúng một đứa con thôi. Nhưng mà qua một Isaac đó mà sản sinh ra vô số con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Có thể bây giờ chúng ta chỉ đưa dắt một người đến tiếp nhận Chúa Giêsu, chứ chúng ta không có đem nhiều người khác trở lại với Chúa, giống như là những mục sư, những con cái Chúa khác. Có thể chúng ta cảm thấy mình thua sức với nhiều người khác. Nhưng quý vị ơi, nếu chúng ta chăm sóc đủ cho một người đó, thì ai biết được đó lại trở thành một mục sư đầy ơn Chúa sau này để phục vụ Chúa. Tôi nghe có một câu chuyện. Câu chuyện này có thật. Một mục sư người Mỹ, ông được Chúa kêu gọi để qua Philippines để mà mở trường Kinh Thánh. Và Chúa kêu gọi ông rất là mạnh mẽ đến nỗi mà ông quyết định là ông sẽ bán hết tài sản của cải của ông bên Mỹ để mà qua Philippines mở trường Kinh Thánh. Và khi mà ông bán hết nhà cửa bên đó, ông qua bên Philippines này, ông mở trường Kinh Thánh, thì ông kêu gọi không ai đến học hết. Đúng duy nhất một sinh viên người Philippines đến học. Và lúc đó ông vẫn đồng ý để dạy cho người sinh viên này. Trong suốt 2 năm liên tục, cứ ngày nào thanh niên này cũng đến để học từ sáng đến chiều tối. Thì mọi người nói rằng ông này ông bị mất trí rồi, ông này chắc ông bị nghe lộn, nghe nhầm Chúa kêu gọi. Chứ Chúa kêu gọi làm gì mà trong suốt 2 năm chỉ có một sinh viên trong trường Thánh thôi. Quý vị ơi, sau 2 năm thì cái người sinh viên này được tốt nghiệp. Và khi bước chân ra phục vụ Chúa thì rất là nhiều ơn phước và phép lạ chữa lành của Chúa xảy ra xuyên qua đời sống của người sinh viên này. Người sinh viên này giảng đầy ơn của Chúa,
Đến nỗi mà sau bài giảng đó mà nhiều mục sư và nhiều thánh ở tại Philippines nói rằng: ủa, anh còn trẻ mà anh giảng hay quá, anh học trường thánh nào mà sao mà giảng đầy đủ vậy. Thế là người sinh viên này nói rằng là: tôi học cái trường của ông mục sư đó, đến học đi. Và thế là sau này quý vị ơi, cái trường thánh đó bắt đầu được phước và có hàng trăm sinh viên đến học qua đời sống của duy nhất một người thanh niên mà thôi. Quý vị ơi, chúng ta có thể nhìn thấy được trước mắt của mình, ô ở đây chỉ có vài ba người, làm sao mà có thể hàng trăm người, hàng ngàn người được biết Chúa? Hội thánh của chúng ta còn ít quá. Ôi mục sư ơi, tôi không tin là hội thánh của mình có thể ảnh hưởng được cho cộng đồng chung quanh đâu. Với lại cho hội thánh này toàn là những người lớn tuổi không à, thanh niên nhiều, thanh niên thì không có nhiều. Trong danh Chúa Jesus, tôi công bố rằng là hội thánh của chúng ta sau này sẽ có đầy dẫy những con người đến đây tiếp nhận Chúa Jesus Christ và được phước. Amen. Hội thánh của chúng ta sẽ có những Abraham để chúng ta có thể ảnh hưởng được cho cộng đồng chung quanh của chúng ta. Cho dù Abraham là một người rất là bình thường và có những cái lỗi lầm ở trong đời sống của ông, không những ông chỉ nằm với Aga sinh ra ít mê mà thôi, nhưng mà ông cũng là một người nói dối nữa. Ông nói dối với là những người nhất là vua Ai Cập. Ông nói rằng là: Sarah, đây là em gái của tôi, cho phải là vợ của tôi. Bởi vì ông sợ rằng dân xứ đó thấy vợ mình đẹp quá rồi sẽ giết mình, cho nên là ông nói với vợ của mình rằng là: bà đừng có nói tôi là chồng, nhưng mà bà nói tôi là anh của bà. Hai vợ chồng thỏa thuận với nhau như vậy. Chứ thấy rằng là họ vẫn có những yếu đuối của họ, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không nhìn vào trong yếu đuối đó để rồi Ngài bỏ Abraham. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào trong cái kế hoạch của Ngài. Ngài nhìn xa hơn cái yếu đuối của Abraham để mà kế hoạch của Ngài được hoàn tất. Và qua cái yếu đuối của Abraham mà chương trình của Chúa cũng được hoàn tất. Đúng không quý mài cho em? Nhờ có việc đó là Abraham đi xuống Ai Cập như vậy mà vua Ai Cập sau này cũng được biết đến Đức Chúa Trời của Abraham nữa. Cho nên chúng ta không biết được cái chương trình của Chúa nó vĩ đại như thế nào, mà đôi khi chúng ta nhìn vào trong cái núi của mình đó, rồi chúng ta bắt đầu thục lui, chúng ta bắt đầu tự ti, chúng ta mặc cảm và chúng ta không dám để bước đi với Chúa. Chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, con không đủ tốt, con không đủ tiêu chuẩn, con còn nhiều cái điều xấu lắm, Chúa ơi đừng có sử dụng con. Đừng bao giờ nói như vậy quý vị ơi. Nhưng mà hãy nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con là tôi tớ của Chúa. Tuy con bất toàn, nhưng mà nếu Chúa gọi, con sẵn sàng để dùng cái cuộc đời còn lại của con để phục vụ Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng mà chúng ta học được từ Abraham đó chính là ông là người sống bởi đức tin. Ông là một người sống bởi đức tin. Chúng ta xem ở trong sách Roma đoạn 4. Từ câu 16 cho đến câu thứ 22. Vậy nên bởi tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ơn điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham. Chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi cái đức tin của Abraham là tổ phụ hết thảy chúng ta. Y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin và là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi, người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: dòng dõi ngươi sẽ như thế. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ca ngợi Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể là công bình. Và cảm ơn Chúa, ở đây lời của Chúa nói với chúng ta rằng là bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài. Và cái thánh nhắc đến đời sống của Abraham là tổ phụ của đức tin. Tổ phụ của hết thảy chúng ta là những người có đức tin. Quý vị có muốn được ăn gia tài của Chúa không? Ngày hôm qua tôi có đi thăm viếng một cô lớn tuổi ở trong hội thánh cầu xe. Cô năm nay cũng đã bảy mấy rồi, gần 80 rồi. Và bởi vì trong gia đình có bắt bớ cho nên là cô không có đi nhóm được trong mấy tuần này. Cô nói với tôi rằng: mục sư ơi, mấy tuần trước đó tôi nằm mơ tôi thấy có một cái chim bao. Đó là tôi nhìn thấy ở trên thiên đàng đó có một cái phòng rất là sáng và đầy vàng ở trong đó, đẹp lắm, cái phòng nó đẹp lắm, có nhiều thức ăn cao lương mỹ vị trong đó, rất là ngon. Và cái phòng nó lớn và nó có đầy đủ những cái thứ châu báu cũng như là thức ăn phải nói là ê hề ở trong cái phòng đó.
rất là sang trọng, rất là sáng láng, rất là vinh hiển. Và Chúa nói với tôi rằng là đây chính là điều mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho tôi. Cô nói với tôi như vậy. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì đó là một cái điều mà Chúa cũng nhắc nhở với tôi và cũng như là hết thảy con cái Chúa. Đó là trên thiên đàng luôn luôn có một nơi dành sẵn cho chúng ta và cũng như đang chờ đợi chúng ta. Trên thiên đàng đó là một nơi có đầy dẫy những của báu, đầy dẫy những cái thức ăn, những cái lương thực thuộc linh để cho tôi và chúng ta được no thỏa trong Chúa. Tôi nghĩ rằng là cái điều mà Chúa ngài muốn dạy cho cô ấy không phải là đợi đến khi cô ấy chết đi về thiên đàng mới hưởng được, nhưng mà ngay trên đất này Chúa ngài vẫn có thể ban cho chúng ta được hưởng lấy những cái gia tài đó ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, tâm linh của chúng ta sẽ được phước và được no đủ khi chúng ta đến và tiếp nhận những cái phước đó ở trên đời sống của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, lời của Chúa cũng nói với chúng ta như thế này. Cảm ơn Chúa, ca ngợi Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đức Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Như vậy thì trong Đức Chúa Giêsu Christ, Cha chúng ta trên trời ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Amen. Cảm ơn Chúa. Ai muốn được chữa lành thì chúng ta có thể nhận lãnh được sự chữa lành. Amen. Ai muốn được giải cứu thì nhận lãnh sự giải cứu trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ai muốn được có hôn nhân gia đình được phước hạnh ở trong Chúa cũng được nhận lãnh được trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong Chúa Giêsu Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Không phải là một vài thứ phước thiêng liêng nhưng mà là đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Cần cái gì có cái đó ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen các bạn. Nếu chúng ta muốn được phước trong tài chánh, cứ đến với Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta được nhận lãnh sự tài chánh. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì bởi đức tin mà Abraham được trở thành một kẻ ăn gia tài, và chúng ta cũng được trở nên những người ăn gia tài qua đức tin nơi danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tuần lễ sau chúng ta sẽ tiếp tục học với một tấm gương khác của một nhân vật khác. Hôm nay chúng ta đã học xong Abraham. Tôi biết chắc rằng là Chúa thì cũng đặt để trong lòng của quý vị, ông bà chị em ở tại đây có nhiều cái suy nghĩ trăn trở trong đời sống của mình. Tôi biết rằng là Chúa ngài có chương trình dành cho đời sống của hết thảy quý ông bà anh chị em, và đặc biệt đối với những ai đã lớn tuổi rồi, thì tôi xin quý vị hãy nhìn vào trong lời của Chúa. Tổ phụ của chúng ta là Abraham, ông là một người không bao giờ bỏ cuộc quá sớm. Ông vẫn chờ đợi đến năm 75 tuổi và đến đúng thời điểm ông đã sẵn sàng để buông bỏ tất cả mọi sự đằng sau để đi theo tiếng gọi của Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Những ai đã được Chúa kêu gọi, chúng ta cũng sẵn sàng để đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta sẽ là một cái nguồn động lực cho những người trẻ ở xung quanh của chúng ta để tiếp tục tiến bước đi cùng với Chúa. Amen. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị để quý vị càng đi với Chúa sức lực càng lên thêm, và quý vị mỗi người đều sẽ là những Abraham ở ngay tại xứ sở của quý vị đang sống. Để qua đời sống quý vị mà Chúa Giêsu Christ được giới thiệu cho cộng đồng xung quanh và nhiều Isaac được ra đời qua đời sống quý vị. Amen. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.